Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm 114k vào chơi quay thú cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi thì trước khi đến với quay thú, mình vẫn lật poker trên dưới như mọi hôm anh em. Đấy thì hôm nay đầu tháng thì cũng chúc tất cả anh em đầu tháng may mắn, vui vẻ, thành công. Đấy, chơi cái gì thì ăn cái đó, mà không chơi thì anh em chỉ xem giải trí thôi anh em nhá. Rồi, chúc anh em tất cả nhá. Rồi thì để xem hôm nay vốn 114k của mình thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu trên con bình bốc này, thì mời anh em đón xem cùng mình hết cuối clip nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã dành thời gian vào xem cũng như là ủng hộ mình nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào quay thú luôn anh em ạ. Đấy, cầu này vừa rồi là nó ra con gấu trúc anh em. Đấy thì phát này mình sẽ bẻ sang chim thử xem anh em nhá. Đấy, một phát một thôi anh em ạ. Đấy, mình sẽ chơi ba con luôn. Đấy, ba con chim hy vọng là về anh em nhá. Rồi, ok, đúng ngay quả chim cong anh em, 400k x8 nhá, 3.2. Đấy, 3.2 trừ phế nữa là còn 3.1, tầm 3.1 anh em ạ, 3.120 nhá. Rồi anh em nào muốn chơi trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với lớp mô tả rồi. Anh em chỉ cần tải về, liên kết xong anh em gửi ID vào nhóm Telegram mình ghi ở bên dưới để nhận code 20k nhá. Nhóm thì phát code 20k từ 10 giờ đến 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm anh em nhá. Đấy, phát miễn phí cho anh em mỗi tài khoản là 20k để anh em trải nghiệm. Rồi, ăn tiếp anh em ơi, ăn tiếp 1.1x8 này, tấp tay hai phát thành công nhá anh em ơi. Đấy, ra đúng hai con chim luôn. Đấy thì bây giờ thì lên 8.5 rồi. Đấy, mỗi anh em tại thì mình sẽ tặng anh em hai bộ công thức xích bo. Đấy, cộng với là mỗi người mình sẽ đưa về bờ 1 đến 2 lần miễn phí 100%. Mất còn được khoản vốn nữa anh em nhá. Rồi, anh em nào mà đang xa đảo thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Mình sẽ giúp, hứa anh em. Hứa thì mình sẽ không hứa được 100%, nhưng 90% là mình sẽ đưa anh em về bờ. Đó. Rồi, ăn tiếp anh em ơi. Ăn tiếp nhá, nhưng mà bây giờ chỉ ăn x6 thôi. Đấy, miễn sao ăn là được anh em ạ, x6 hay x8 không quan trọng anh em ạ, miễn sao là ăn là được nhá. Rồi thì ba phát mình tất tay cũng đã đưa mình lên 14 triệu rồi anh em ạ. Đấy, cũng đã đưa mình lên 14 triệu rồi. Không biết thì hôm nay vốn 114k của mình thì lên bao nhiêu đây anh em. Đấy, nãy giờ là mình ăn ba tay thông chim rồi. Chắc chắn tay này mình sẽ bẻ thủ anh em nhá. Đấy, chắc chắn thì không biết chắc chắn là nó về hay không thôi. Đấy, nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ bẻ anh em ạ. Rồi thì cuối cùng mình cũng ăn tiếp tay gấu trúc x8 700k nhá anh em. Đấy thì mỗi ngày thì mình sẽ dành ra 1 tiếng buổi sáng từ 9 đến 10 giờ, mình sẽ đưa tầm 57 anh em về bờ nhá. Anh em nào mà cần về bờ cứ liên hệ ngay qua cho mình, mỗi ngày mình chỉ đưa tầm 5 đến 7 người về bờ thôi nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra vào lại một phát cho nó may mắn anh em nhá. Đấy thì chơi con gì mình cũng khuyên anh em hết rồi, chơi đừng bao giờ ở lại quá lâu, và đặc biệt nữa anh em chơi là anh em phải ôi cầu gì gì thế này ấy. Lại ra bảy bả tiếp rồi anh em ạ, lại vào gặp cầu gấu trúc đầu tiếp rồi. Đấy, mỗi con 3 triệu nhá. Đấy, không sao anh em, bàn cũ bàn mới gì đều như nhau anh em ạ, mình đều chơi được hết anh em nhá, kể cả bàn mới chưa ra con nào mình vẫn chơi được bình thường. Đấy, ôi anh em thấy chưa, nãy gấu trúc mình vào cũng ra con chim cong, bây giờ cũng ra con chim cong anh em ạ. Đấy, nhưng mà chim cong nó lạ lắm anh em, 3 triệu nhá, lên 31 triệu này. Rồi thì mình sẽ đưa anh em về bờ khung 9 đến 10 giờ sáng, vì khung đó là mình vừa đi ăn sáng về, mình dạy mình đưa anh em về bờ. Và đặc biệt thứ hai nữa là khung giờ đó là trời rất là dễ ăn anh em. Cái khung giờ 9 đến 10 giờ sáng với lại tầm 3 rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều, anh em cứ chơi khung giờ đó cho mình nhá. Còn buổi tối thì anh em hạn chế chơi lại nhá. Đó, có gì thì mình cũng khuyên anh em thật. Đấy, mình thì cũng không giỏi giang gì cả, nhưng mà mình có chút ít kinh nghiệm anh em. Dù sao cũng có chút kinh nghiệm chơi mấy con này 3 năm rồi anh em ạ, cũng không ít nữa. Đấy, cũng không còn mất ít nữa anh em ạ. Từng ra đảo rất là nhiều, nhưng mà cũng từng về bờ rất là nhiều anh em nhá. Đấy, tuy mình không ăn được con này nhiều, nhưng mình đã giúp đỡ được rất là nhiều anh em. Đấy, đếm đến bây giờ chắc tầm hàng nghìn người chứ không phải là hàng trăm nữa rồi anh em ạ. Mình đã đưa hàng nghìn người về bờ thành công rồi. Đấy, mình chỉ giúp 100%, không bao giờ lấy phí nhá. Đấy, chỉ giúp anh em thôi, lại mất còn được hoàn vốn nữa anh em nhá. Đó. Rồi thì chúc tất cả anh em đầu tháng vui vẻ may mắn nhá anh em. Hiện tại đã lên 56 triệu rồi. Mình sẽ chơi tầm một tay này nữa mình nghỉ nhá. Mình sẽ chơi 6 triệu lẻ này này. Mình sẽ chơi bắt chim, bắt thú.
đấy, hai ba chim mồi mình sẽ quay sang thú nhá. Đấy, mình sẽ chơi tay cuối, ăn thì mình sẽ nghỉ, mất thì mình cũng nghỉ luôn anh em. Đấy, anh em nào mà rảnh buổi tối tầm 8 giờ ghé vào kênh Đình Lâm Gaming xem mình live stream con này nhá. Mỗi live stream mình có 450 ui 4-500k lọc lãi anh em. Thôi bây giờ vốn 100k, 114k lên 50 triệu mình sẽ dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả anh em.